quay luôn cái video hôm nay của em nhá. Khách hàng về trang trại Thanh Xuân này, đông tấp nập hàng ngày. Trang trại Thanh Xuân có các thực khách đến từ khắp các tất cả các vùng miền, nhất là các bạn hoặc các anh chị em bà con ở tỉnh miền Bắc. Trang trại Thanh Xuân ở Hà Nội, cho nên là các bà con lân cận ở các cái tỉnh thành xung quanh Hà Nội họ về được tiện lợi hơn ở các bến xe tại Hà Nội. Đây là bác khách hàng nhà hàng lâu năm lấy vận vào dạ bởi vì vận rồi. Đây là nhà hàng bia. Ờ, như vậy làm tất ăn cả đi. Bác chủ nhà hàng bia đang lấy 6 cân dế đông lạnh. Rồi đây là bác này, bác lấy dế thịt, thịt thì không phải dế trứng. Mỗi nhà hàng một cách bán, người thì lấy dế thịt, người thì lấy dế trứng. Đây bác bạn này, hai bạn này là một bạn em, mà một bạn em ở Lạng Sơn, một bạn ở Hưng Yên. Em ở Hưng Yên nhỉ em nhỉ? Về luôn à, bác ăn phở đã. Thôi. Ờ, hôm nay lên làm đúng là sáng thấy đói lên đây làm được bác phải ăn ngon không em? Ngon nhỉ? Ngon đấy. Tí sai bắt nữa thì về. Ơi, bên kia là đi cửa hàng đi vào ngõ à? Ừ. Em định đi vào ngõ anh sợ. À bên kia đây đi thẳng vào nhà luôn mà. Nhà mình đi qua vào nhà. Qua em lên em chưa vào đấy. Chưa vào đấy. Nhầm đúng không? Vâng, kia anh đi ra. Bác khách hàng này là lâu năm của Trang trại Thanh Xuân. Những khách mà lẻ gần đây hoặc trong thành phố mua lẻ này ạ, khoảng chục hộ một hoặc là hai chục hộ một thì khách hàng rất là nhiều. Khách hàng đến tự đến lấy về rất nhiều, và chúng tôi không có thời gian đâu, không thu quay lên được đâu, cho bà con xem được. Đấy, những cái video gọi là khoảng sẽ gọi quay lấy ví dụ lên thôi. Còn bà con hôm nay thì tôi sẽ quay video mua đi. Đây hôm nay trời mát quá thì tôi sẽ chạy đi khu thu mua để tôi quay. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ mấy giờ rồi em nhỉ? Cái điện à đây. 9:36. 9:36. Giờ này đang được ăn sáng ngủ cốc. Không làm nhiều, không quay được video nào ngày hôm qua luôn. Em thì sẽ hứa hôm nay là sẽ quay video 3 ngày cuối tuần, hay là ngày thứ bảy chủ nhật thứ hai thì có thể là sẽ có ít hoặc không có video để cho bà con xem, bởi vì 3 ngày cuối tuần thì tôi có thể là sẽ về trại dưới Nam Định để gọi là đi về quê chào anh. Anh cho nhiều á, bán từ 40 con cho khoảng 80% con. Anh để xe đâu rồi? Xong rồi lại cho xe sang này em. Cho xe này của em ra anh. Anh lấy gì đấy? Nhớ rồi. Cũng ai anh nhỉ? Anh vào đây anh cho xe sang bên này cho em gái. Cho xe sang cu em nó vừa chạy đi nó đón hàng xong. Ô tô à? Ô tô không lo rồi. Em vào đây, em tưởng anh để xe máy. Để bên đường gì ạ? Hay bên nào? Đâu em xe nào. Đi vào đây đi. Bên kia đâu của nhà hết anh ơi. Bên đấy là 3,5 triệu. Xong nghề luôn này. Xe kia gì? Xe trắng kia gì? Xe xanh à? À rồi nhớ bằng rồi kia bác kia gì ạ? À? Bên đường à? Hay đâu?
Đâu xe nào? Xe nào, xe nào? Ôm kêu nữa. Ý là mình đang đỗ xe ở xe nào ấy? Đây. À xe này đỗ, ừ, được. Có tài xế trong này gì ạ? Không em. Em luôn à? Ờ đỗ thì được. Thế chưa tắt máy á? Cứ để cho bật xin nhàn. Không cầm đúng không nhỉ? Không. Xe của nhà người ta không nói gì nữa. Thế hàng ngày thì trang trại Xuân cứ đón tiếp các buổi sáng. Mở được khóa nó ở đằng trước, không sợ đâu, em cứ để đấy, cứ quay hoài hoài mãi sẽ ăn được đấy. Cứ hàng ngày các bác khác như này cứ về đây suốt ngày này vẫn là khổ. Đây gì đây, sáng giờ không phải chưa ăn được hết. Khách hàng chuyển khoản cơ, anh ấy vừa mới chuyển khoản mấy người đây này. Cái chuyển vào đây không biết, không ai gọi gì chuyển đấy, cho em xem nhá. Xem một người 1 triệu 3, một người 3 triệu cứ chuyển hoài nên mà không thấy nói năng gì cả luôn. Chuyển từ lúc nãy giờ đã gọi chưa? Dạ. 3 triệu thì chưa nói gì. Hay thế. Đây là bác các em khách hàng ở lấy gói bao nhiêu ấy ạ? Em dai là mua gói 10 triệu à? Dạ. Không em. Em gói 3 triệu trước không? Em 3 triệu mới đọc. Thế đây là gói cho ai đấy? Đây gói cho ai đây? Gói trước à? À anh chị này là hôm trước là lên rồi. Đúng không? Ta lấy rồi. Cô ai anh nhỉ? Cô ai lấy một gói rồi xong bây giờ lại lấy tiếp. Đâu cái này lấy là mới. Mới à? Cô hôm trước thì chăn thành công. Thành công rồi đúng không? Ai hôm trước là anh này lấy đúng không nhỉ, hay ai nhỉ? Chú này với hai người nữa. Ờ. À, anh có vay 30 triệu chở ô tô về đây thì. À rồi. Nhớ được rồi. Thế thì là các bác cái chăm thành công rồi, bán rồi đúng không em nhỉ? Bán chở ô tô ra đây rồi đúng không? Vâng. Thế hôm nay là giới thiệu em ra đây lấy tiếp gói 10 triệu ạ. Anh có hội chưa? Chị còn mua chưa bà, trong bà nhiều cái hộp giấy như thế. Em bà nhiều cái hộp sốt như thế này thì không, em phải nuôi hộp to. Em nếu mà em mà nuôi gói nhiều á, em muốn bán thì em nuôi hộp nhiều. Cả nguyên hộp to để cho nó dễ chăm với cả nó được số lượng lớn. Còn các cái hộp sốt như này thì lúc đầu á, hai khay một thùng. Hai khay một thùng như thế này. Nhưng mà nên nuôi thùng to ra hơn. Nhưng mà lúc mình ấp là cũng ấp. Anh nuôi gà nuôi rồi thôi. Đấy mà đang hỏi này. Hỏi gì? Đang hỏi. Tôi bán hàng ô tô rồi mà vẫn còn nhiều người đi bán rồi. Chắc hỏi cho em kìa. Nói chung nha, tận dụng thùng nào có thùng ấy, nếu khi nó nở ra nhiều quá thì em cầm cái cành lá có cái con đấy, có cái con dế nó bám vào em nhấc sang thùng khác, chia ra hàng ngày mình thăm nó cơ mà lo gì đâu. Bà con có nhu cầu mua giống hoặc mua thương phẩm thì liên hệ vào website trang trại thanh xuân.com. Và các kênh YouTube trang trại thanh xuân từ kênh 1 cho đến kênh 5 để liên hệ để mua giống thì bà con gọi vào 0974870000. Rồi anh bắt đi.